Tự nhiên chui vô đây làm chi rồi đưa đâu ra. Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình làm cái clip này, mình nói về vấn đề hai chú chó Alaska tỏi vào mặt. Thì hai chú chó Alaska này thật là đáng yêu, rất là dễ thương. Thì thân hình rất là vặn vỡ, nhưng mà tánh nết thì rất là hiền từ đáng yêu. Mình mấy thấy ghê không? Rất là phải nịnh. Xuống đây nè, xuống đây coi. Tướng mấy con đứa của nhà mình 10 kg, mấy đứa kia không ăn nhầm gì nó hết, cái tướng gì đâu mà bằng bắp tay của người ta. Đây một đứa nữa, đứa này là Alaska tỏi, rất là đáng yêu không cả nhà. Nằm em ra dễ thương không? Có con cò chuyên gia leo trèo không hết à. Còn đây là Alaska mật, biểu ai đụng vô cái tay cái giật, biểu ai. Không có cho đụng tay vô cả nhà, hả? Mình còn cầm cái kéo mình nhấp nè, mình nhấp ăn ma tưa. Biết sao nguyên cái chùm lông nó chùm xuống đất luôn, nó dơ dữ lắm. Đó, và mình sợ bé bị lạnh với dính vi khuẩn dính đất rồi đó, thì bị ghẻ nên mình cắt. Thì hai đứa này đáng yêu không cả nhà, cưng không? Nằm cả ngày nằm suốt rồi đó, ăn chừng nào ăn là đi thôi đó. Còn đàn cuốn của mình là đi suốt, ăn xong là cũng đi, mà đi xong thì cũng ăn, nằm được chút là bắt đầu đi à, không có thích ngồi chỗ đó. Bên kia có ca hát âm sùm sùm là bắt đầu cái thằng cò nó hóng nó sủa. Đằng cuốn mình nó có cái tài lạ lắm, là ở đâu mà nghe có người tiếng người nói chuyện là bắt đầu tập trung vào cái góc đó, bắt đầu cái rình rập trong khoảng nửa tiếng bắt đầu cái sủa rần. Bởi vậy tối á nhà mình cũng hơi rầu lắm cả nhà, mình sợ tụi nó sủa rồi chính liếu tới hàng xóm, rồi hàng xóm phiền, hàng xóm ngủ không được, nên mình cũng rầu dữ lắm, rầu cái vụ này chứ không gì. Làm gì á? Cho làm cho gương mặt chính luôn nè, gương mặt chính rồi, gương mặt lì nhất nè, gương mặt lì nhất, lì nhì. Nhỏ nhỏ còn chứ lì dữ lắm. Thấy thấy hai đứa Alaska này ngoan không? Không bao giờ sủa. Nhưng mà các bạn đừng có lầm mà giỡn với nó nha. Cái ông sư thầy với cái ông mà chạy ba gác ở trong cái kho mà giữ hai chú chó này 2 tháng nè, là nói á, là biết sao không? Là nửa đêm nó hú đó, thì cũng giải thích cho Tính là trước khi nhận về á, là nói hai đứa này hú dữ lắm. Nhưng mà cũng lúc đầu về, cái ngày đầu tiên về nhốt trong vòng tiếng hồ là nó hú rần. Mình thả ra trên lan can này, hành lang này, nó kiếm chỗ nào nó nằm rồi nó không hú nữa. Đó là nó hú là nó nói, có nghĩa là đừng có nhốt tôi, đừng có nhốt tôi, là nó không thích nhốt. Mấy đứa này nó không thích nhốt cả nhà. Đó thì cô chú anh chị nếu mà có thương tình tụi nó, có nuôi chăm sóc tụi nó, thì ngày cho tụi nó đi 1 tiếng đồng hồ đi, tối hay gì cô chú anh chị sinh hoạt ăn uống gia đình xong, 8-9 giờ tối á, dắt cọng dây đi vòng vòng cái khuôn viên trước cửa nhà mình á, đi khoảng vài cây số rồi quay về để cho nó giãn vận động tay chân. Chứ tôi thấy rất là nhiều người thương yêu chó, nhưng mà có điều không có điều kiện, sân bãi không có nên cứ nhốt. Đó thì cũng cái vị chủ nhân của hai chú cún này nè là cũng có điều kiện làm cái chuồng rất là nhiều tiền, rồi nhốt ở trong đó luôn, rồi sao người ta đi. Bởi vậy cuối cùng hai đứa này nó teo 2 chân sau, điếu xìu à, thành ra cái
mình lại mà rời cái lưng đó, chỗ cái đuôi đó, nó teo lại, nó không 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 có phát triển cái cơ. À, các bạn mà biết chú cuốn mình có cơ đó, nè, nhìn vô chỗ này nè, chỗ hai cái đùi sau đó, nó có cơ, chỗ này nó bự lên nè. À, còn hai cái đứa này nó không có cơ, nó teo, nó tớp đít lại, nó rất là yếu. À, thôi mình nói nó ngủ cả nhà. Ngủ à. Mình nói cái nó ngủ à, nó ngủ cho nó nhúc nhích đó. À, cò làm gì đứng đó hoài, cò phải đứng. Sao nãy chạy nhảy lung tung tung mà giờ không chạy nhảy nữa, cò nằm xốp lớp vậy hả? Đây công việc của mình hàng ngày đó cả nhà. Đó. Đó, công việc của mình hàng ngày là ra ngồi nghiên cứu một chỗ. Đây là cái kèm, đây là cái cọng kẽm nhôm đó, để vô con vô dây rồi bẻ quay bẻ lại vậy đó đó cả nhà, khổ vậy đó. Mình đi học nhưng mà giờ này còn chưa xong, chưa ra nghề nổi cả nhà. Cái nghề này nó khó chịu lắm, cần kỹ năng dữ dằn. Trời ơi, nãy giờ chạy ra chạy vô mưa cái dính mình cái giờ cảm rồi. Chỗ ta nằm lòng là kiếp chuyện rồi cả nhà. À, thôi nha các em. Cả nhà thấy làm sao? Nó liếm một cái là mất cái mặt luôn bây giờ nha. Trời ơi, cái tướng bằng cùm tay người ta mà cứ giành giật cái chỗ nằm đó chứ. Nè. Hết ráo con người bằng cái bàn tay của người ta cả nhà. Nó dài bằng cái chân của người ta à. Trời ơi. Ê, còn hai đứa kìa làm gì vậy? Ở miếng giấy cũng dành nữa kìa. Tiểu. Đó thì hai đứa... hai đứa Alaska này, Alaska tỏi, Alaska mật rất là dễ thương cả nhà. Đó. Nằm im re, ai muốn sủa, ai muốn làm. Trời ơi, có thằng sói kìa, thằng sói nó nằm bên bển à, nó mừng em gái mình đi làm về kìa. Ê, vô sói. Ôi, cho đồ ăn nữa kìa. À, thằng em rể mình nó kết thằng sói rồi nên nó cho đồ ăn hoài nên sói nó qua bển nó ở rồi. Rồi nghe nói đồ ăn cái mắt sáng rỡ kìa. Để thứ hai tôi gắn cái mái nhà vô rồi mời quý vị vô kêu bằng gì ta, kêu bằng là tân gia nhà mới nha. Thôi xin dừng video tôi đây nha, chúc cả nhà vui vẻ. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like. Cô chú anh chị gần xa nếu có ai có khả năng thì giúp đỡ cho thằng cuốn nha cả nhà. Cho thằng cuốn có cơm no mặt cả nhà ơi. Xin chào, chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc nha.